Kirk. Ok, như các bạn có thể thấy, thế thì mấy part question là gì? Trong một bài thi IELTS thông thường á, thì người ta chia ra làm gì? Nhiều part khác nhau. Mỗi một cái cách để mà viết như vậy đó, thì cái bước đầu tiên của mọi bài luôn á, đều là gì? Đều là phải xem. Ok, phân tích đề. Nếu như em không phân tích đề, thì em sẽ viết bài bị sai, em bị lạc giảng chẳng hạn. Alright, so it's super important. Thế thì viết bài mà lạc giảng là viết như nào? Thì để cho các bạn chắc ăn, thì hôm nay cô sẽ cho các bạn xem một cái bài. Được chưa? Bài phân tích ngắn thôi. Bài này là của Don Oliver. Ông này là người chuyên gì? Giáo dục, chuyên training về cách giải IELTS cho giám khảo, cách chấm IELTS cho giám khảo, cách giải IELTS cho những giáo viên mà có bằng cấp và được selected bởi British Council để mà đi tham gia training. Chương trình này thì cô nghĩ thông thường 1 đến 2 năm sau khi mà người ta phỏng vấn xong xuôi á, thì người ta sẽ cho lên YouTube. Nhưng mà khi mà cho lên YouTube thì đã có những cái update khác rồi. Ok. Thế thì bây giờ mới hỏi này, how many parts do you have to cover? Để các bạn xem thử nhé. It's quite complex. How many parts do you have to talk about in your essay? Mm-hmm. Well, we have to talk about music and film. Như vậy đây là một cái đề trước khi các bạn coi vô sở các bạn chưa kịp đọc nhá. Đấy, người ta hỏi music and films are important ways that a country expresses its culture. Governments should therefore support the local music and film industry financially. To what extent do you agree or disagree with this statement? All right. So các bạn xem thử, đầu tiên người ta sẽ xác định những cái keywords, key topic ở trong bài nhé. If your essay is just talking about film, or if it's just talking about music, you won't get more than a band 5 for the first assessment criterion. We're talking about music and film not as a financial thing, we're talking about it as an expression of culture. So you have to talk about those things in those terms, how it expresses the character of a country, how it expresses the history of a country. Then we're asked about government support. Well, does the government simply give an award to someone, to a musician? No, we're asked about financial support. In other words, to what degree should the government give money to musicians and filmmakers? Do you see here that we have spent a couple of minutes analyzing the task in order to give an answer that will fully address the task? If you do this, you'll score highly in that first criterion, task response. You analyze and then you provide an answer that covers all of those things. Finally, you are asked to respond. And here, the response is quite simple. Do you agree or not? Okay, let's practice this. Here is another task. Hồi nãy các bạn xem kịp nhá. Người ta phân tích rất là rõ. Các bạn nghe được hết không? Có bạn nào không nghe được không? Như vậy các bạn lưu ý nha. Đề người ta cho cái đề mục là gì? Music và film thôi. Là dùng để express cultural của các quốc gia khác nhau. Nhưng mà government thì nên support. Support cái gì? Support về tiền, đúng không? Financially. Nếu như bài này em kêu là à, các chính phủ nên thay đổi chính sách như A, B, C, D, X, Y, Z gì đấy, mà em không nói liên quan tới tiền, thì cái bài đấy là gì? Hoàn toàn lạc đề. Mà một khi lạc đề như thế thì chắc chắn cái band của các bạn là band task 2 nhá. Cô nói thật luôn, tất cả những cái phần khác đều là 9 chấm thì task achievement được 5 chấm thôi. Overall không quá 6. Alright, và maximum là 6.5. Trừ khi là task 1 của em làm rất là impressive, thì cái full điểm tối đa của phần writing task 2, task 1 cộng task 2 thì đấy gọi lắm là 6.5 đến 7.
Nhớ kỹ nha. Còn trường hợp em viết đúng đề, đúng dạng thì cái bài writing của em mới có thể lên gì 8 chấm, 9 chấm. Nhá, thì tất cả các bạn học với cô sẽ dạy rất là kỹ. Nên là chịu khó mà take note, trường hợp nghe không rõ cái gì, nhắn tin vào Zoom cho cô liền để hỏi. Nhá, chứ đừng có nghe như vịt nghe sấm mà chết. Và các bạn nghe được hết âm thanh mà đúng không? Đó, tiếp tục nhá. You analyze and then you provide an answer that covers all of those. Đó là phân tích đề. Finally, you are asked to respond. Somewhere and respond. Here, the response is quite simple. Do you agree or not? Agree hay là không thì trả lời. Okay. Let's yep. practice this. Here is another task. Rồi, cái đề này mình có đề ở đây, cô đọc thử cho các bạn nghe ha. In many countries today, people are choosing to have fewer children. Why is this the case? What are the effects of this trend on society? Như vậy, thứ nhất các bạn phải xem đề này là có mấy phần câu hỏi. Được chưa? Phần statement là phần đề mục ấy. Có mấy phần ở cái phần mà người ta kỳ vọng em phải respond. Được chưa? Và cái causes có thể là behavior của mỗi cá nhân. Nhưng mà cái effect thì là phải về ai? Chắc chắn câu 3 nhìn phát là biết rồi. Cái effect thì phải về ai nhỉ? Hỏi đứa nào đây? Hỏi đồng chí ngày mai lên test coi nào, Đức Phúc nào. Theo em. Dạ. Anh nghĩ là cái ảnh hưởng của cái trend này đến xã hội là những như kiểu nó nếu quá có quá đông, nếu mà sinh nếu có quá nhiều trẻ em thì sau này lạc đề à? Gọi là gì? Make redundant là lạc nó bị đề. Đề nó nói cái gì? In many countries today, people are choosing to have fewer children. What does that mean? Hà Phúc? Đức Phúc? Hiểu là cái gì? Sao lại quá nhiều? Nhiều quốc gia bây giờ người ta chọn cái gì? Chọn sinh con ít hơn. Thế thì phải là cái ảnh hưởng của cái chuyện mà gì có ít trẻ con hơn trong xã hội chứ sao make redundant cái gì ông nội? Không đọc kỹ đề à? Ông đi cẩn thận, ông liều hồn nhá. Mai đi thi rồi, sáng sớm chưa tỉnh ngủ, ông đọc ba chớp ba nhoáng rồi ông lên thớt cái tạch xong 5 triệu, bye bye, see you again. Phải không? Đọc kỹ cho kỹ đề vào, phải coi người ta phân tích nè. In many countries today, people are choosing to have fewer children. Why? And what are the effects on society? So how many parts are there to this statement? The first statement, in many countries today, people are choosing to have fewer children. Well, it's a simple statement. It's really just one idea. People are having fewer children. But how many parts are there to the response? Well, there are two. The reason and the effect on society. Now, this is important because you may be talking about the psychology of people. You may be talking about financial strains on people. You may be talking about why people don't want to bring children into the world when there's a pandemic, right? Như vậy các bạn thấy cái ví dụ mà ông đang nói ở đây nè là toàn là những cái ví dụ gì? Nó toàn cạnh hết. Em đừng có suy nghĩ một cách nó hời hợt và nông cạn quá. À, có nhiều người người ta không thích sinh em bé đơn giản chỉ bởi vì ý kiến cá nhân hoặc là being selfish. Thế thì cái chuyện mà dạ bồ thôi nhá, chuyện being selfish đó em phải suy ngược ra là gì? Là cái psychology. Đúng không? Psychological of each individual. À, cái mặt về tâm lý của mỗi người. Hoặc là cái gì? Financially. Đúng không? Chuyện về tiền bạc, về tài chính. Bây giờ nhà nghèo rất mình tơi, sinh con ra ăn cái gì? Đúng chưa? Mình lại sinh con ra rồi quăng chẳng hạn. Đấy. Hoặc là các bạn có thể nói về education. Education là gì? Có hai cách. Một là gì?
giáo dục bây giờ cái understanding, cái awareness, nhận thức của mọi người nó tăng lên. Mà khi nhận thức tăng lên thì sao? Thì bây giờ dạ bồ sinh con ra mà không thể offer được cho nó nhà cửa xe cộ, ít nhất là nơi ở chẳng hạn đây, hoặc cho nó ăn uống đầy đủ, cho nó đi học đầy đủ, tương lai của mình mờ mịt chẳng hạn, thì người ta không thể, người ta có cái nhận thức rồi thì thường người ta sẽ không sinh con. Và cái cuối cùng là như nào đấy thì chẳng hạn em có thể gạch ra rất là nhiều ý, nhưng mà khi em nghĩ được ý nhỏ thì em phải suy bừ nó ra, generalize nó, thì em phải có cái ý lớn trước, xong rồi em mới zoom nó down. Ý tưởng lúc đầu của em có thể rất là đơn giản thôi nha. Thì tất cả những cái này là gì? Là lúc tìm ý. Why is this the case? It's up to you really. Em muốn nói gì là quyền của em. Nhưng mà tới cái effect thì phải là gì? But you have to talk about the effect on, not individual, society. On society. Wow. So will society be affected? That's an important thing. Again, we have analyzed the question and now we can give an answer that is complete. So you must do this for task response. Let's look at the other assessment criteria now. And the other assessment criteria, I think you probably know very well. They are the same for academic and general training, task one and two. They are coherence and cohesion. They are lexical resource. They are grammatical range and accuracy. Let's look at each of these in turn and try and work out what they mean. What, for example, is coherence and cohesion? I hope you have in front of you or some access to the public version of the assessment criteria. You will find these on the IELTS.com website. If you have them in front of you now, look at them. Here they are on the screen, and we're going to look at each of these criteria in some detail. We already looked at task response. We already said that you have to address all parts of the task. Vậy các bạn cũng lưu ý nha, hôm bữa cô đã giảng rồi là cái phần chấm đề của writing á là làm tròn xuống, có nghĩa là ví dụ em có 3 phần nằm ở bên 7 nhưng mà em có một phần rớt xuống bên 6 thôi thì cái bên của em là 6.5. Được chưa? Chứ không phải là không, vậy là nguyên tắc là làm tròn lên. Thế thì cái file này lấy ở đâu? Đó. Bạn nào mà chưa biết thì tải về đi, cô cho cái link ra đây. Tại về lưu về máy à, coi cái lỗi kiểu writing của em nó cà rỡn hay kiểu cà lơ phất phơ lắm. Được chưa? Em chưa biết cách viết bài. Thế thì em save về, em đặt, em chụp màn hình là em chụp ảnh là chẳng hạn, em đặt ra làm hình nền của em luôn đi à, mỗi một lần mà chuyển chuyển tab hả, để chat chit chơi, chơi game gì đấy thì đập vào mắt một lần chẳng hạn à, cho nó ring a bell in your mind. Ok, work hard. Học với cô thì cô hy vọng các bạn work hard from the beginning. Có nhiều người lập kỳ tích là thi học 3 tháng, 4 tháng là đi thi được điểm trong mơ luôn. Vì sao? Vì người ta chăm chỉ nhá. Để các bạn cố gắng vào. Chưa? Thì bây giờ người ta phân tích này nãy là mình nói task response, có nghĩa là phải trả lời hết parts of the task, có nghĩa đề hỏi những phần nào thì phân tích cho hết. Còn những phần khác là gì? And you can see there at band 7, that is something that you must do in order to get a band 7, 8, or 9. And a band 6 for that matter. But if you don't address the task, you won't get more than a band 5, maybe a band 4. To go to coherence and cohesion, you'll see that you are asked to use a range of cohesive devices. Words like so, but, of course, because, but more complicated ones too. On the other hand, as a matter of fact, as a consequence. But it's not just those words. It's also using articles, a and the. It's using pronouns correctly. It, those things. That is a part of coherence and cohesion. The way that we can understand how ideas
are connected together. That is cohesion. And the other thing, important thing, about this criterion is paragraphing. Each paragraph should be logical. It should have a central idea that you develop. In a task two essay, you really need a minimum of about 4 paragraphs. You would have. Như về tối thiểu á là 4 đoạn văn và maximum là 5 đoạn văn tất cả. Mỗi một đoạn văn các bạn đọc thật kỹ để yêu cầu là gì? Present a clear central topic. Có nghĩa là một đoạn văn chỉ bao quanh một ý chính thôi. Không viết cái đoạn văn mà gì? 2-3 ý chính nó dồn nén vào với nhau. Hôm nay cô sẽ dạy rất là kỹ cái cách để viết đoạn văn. Nhưng mà học tới đâu thì viết tới đó nha. Cho kỹ vào để đi thi cho được. Hơn nữa các bạn đừng có suy nghĩ là nó chỉ để đi thi IELTS. Mà cái này á, không chỉ cái technique này xài cho IELTS, các bạn sau này đi du học chẳng hạn, đi làm việc chẳng hạn nhá, ở trong môi trường công sở hoặc môi trường academic chẳng hạn. Khi em viết thư cho đối tác, một ý kiến em đưa ra cần phải rạch ròi rõ ràng, luận điểm luận cứ nó sâu sát. Được chưa? Giống như cô đi làm chẳng hạn á, sếp của cô rất là sợ cô, tại sao cô quăng lại mail một cái là thằng nào thằng đấy đọc là nói có sách bách có chứng, không cãi gì được luôn. Confirm liền. Đúng chưa? Một cái. Còn cái thứ hai nữa là gì? Khi đi thi, khi viết bài IELTS, một bài viết đúng một ý chính thôi mà phát triển đầy đủ thì giám khảo đọc vào, người ta hiểu được, người ta biết được. Đoạn văn đó ở Việt Nam người ta gọi là đoạn văn diễn dịch ấy, mà kết thúc ở cuối nó có vào luôn, cũng là quy nạp luôn ấy. Nếu bạn lưu ý giúp cho cô, hôm nay cô sẽ dạy nhé. Còn lexical resource thì bạn có thể thấy trên bài này là gồm cái gì? Gồm những cái ví dụ less common lexical items. Thì hôm bữa mình có coi một cái bài writing band 9 của phân tích ở lớp rồi, các bạn biết rồi đúng chưa? Là bộ series từ vựng writing band 9. Sau khi các bạn học hết bộ 600 từ, các bạn nói với cô là đi. Được chưa? Cô sẽ gửi cho các bạn một quyển sách tiếp theo. Đây là quyển sách Jim ấy, Vocab for Writing. Quyển sách Jim này vocab cũng rất là dễ, mà nó lại còn dịch sang tiếng Việt nữa. Cô chỉ gửi sách này cho level từ 5.5 tới tầm 6.5. Được chưa? Các bạn viết cái bài mẫu trong cái sách đó tối đa là bên 7 thôi. Thì em cũng có thể tham khảo sách đó để em lấy từ vựng. Tuy nhiên, em muốn được như các bạn các khóa trước của cô mà đạt 8.8.5 ấy, overall đó, writing được 8.8.5 luôn chẳng hạn ấy. Thì những bạn đấy sẽ học sách Academic Writing Band 9. Được chưa? Thì full bộ thì cô cũng sẽ cung cấp sách đó. Nhưng mà là gì? Học stage by stage. Có nghĩa là nếu học hành chăm chỉ thì cô mới đưa sách tiếp theo. Chưa? Cô thấy có một số người đã nộp bài cho cô rồi, đừng có hỏi cô tại sao cô không chấm. Không phải là cô không chấm đâu. Mấy bài đầu tiên cô chưa dày về cái kỹ năng writing thì cô chỉ đọc và cô chỉ xem sơ để biết cái trình độ của em hiện tại đâu. Nhớ thật kỹ giúp cho cô nhé. Sau khi các bạn học với cô một thời gian rồi thì cô sẽ chấm bài thật kỹ, những cái bài quan trọng. Và các bạn mở lại những cái mail đầu các bạn gửi cho cô ấy và đi so sánh là xem mình có tiến bộ chút nào không, hay mình đi thụt lùi. Then you let me know. Đó, nói có sách và make có chứng. Nhớ, học với cô thì mọi thứ nó phải gì rạch ròi rõ ràng, không có lơ tơ mơ. Được chưa? Đôi khi em có thể phạm vài lỗi thôi, nhưng mà cái đó nó không nghiêm trọng, người ta đọc vẫn hiểu, thì được gọi là vẫn bền bảy lexical resource. Tuy nhiên cô nói với các bạn một điều hết sức là quan trọng là gì? Cấm tuyệt đối không được ăn cắp từ vựng, không được ăn cắp nguyên câu của một bài nào đấy học thuộc lòng. Thậm chí ví dụ ngày mai có đề IELTS hôm nay lồ đi, ngày mai đi thi, người ta có cho vài bài writing mẫu trên mạng, em học thuộc lòng luôn, em bê y chang luôn, đảm bảo cái band của em là gì, em sẽ bị niêm phong bài, em sẽ bị đánh rớt đấy. Highly likely. Tại vì sao? Tại vì một người người ta chấm, người ta có thể đọc và người ta phát hiện ra rất là hay, rất là nhanh. Còn các bạn viết bài cho cô đó, cô thấy đây không phải là dòng văn của em. Đến khi cô so với bài đầu tiên chẳng hạn ấy, thì cô sẽ đi xài qua cái phần mềm phát hiện paraphrasing.
plagiarism, tức là đào văn và diễn xuôi. Thì cô xem thử xem à em có diễn xuôi lại không hay em đào văn chỗ nào. Được chưa? Lịch sử của cô thì có một bàn. Bàn đấy thì muốn nộp bài cho cô rất là nhanh nhưng mà lại còn bần ôn thi đội tuyển quốc gia. Thế là nó viết cho cô một cái bài gì, nó copy and paste, nó viết được nửa bài nó copy chỗ khác, nó gửi sang. Cô bắt quả tang một cú một luôn. Cô kêu thà viết không được. Lỗi còn nhẹ hơn là gì? Đi ăn cắp bài của người khác. Kết quả cuối cùng là gì? Bạn đấy từ bữa đó trở đi học hành đàng hoàng nghiêm túc. Thì bây giờ nó đạt học bổng của trường đại học FPT như nó được 70%. Trong đấy IELTS của nó overall 8 chấm, phần writing 7 chấm hay 7.5 gì đấy. Thế nha, để bạn biết bạn đó thì chỉ duy nhất yếu speaking thôi. Mà speaking thì không phải ngày 1, ngày 2 lên được rồi thì accepted. Mà các bạn lưu ý giúp cho cô. Đấy, nếu như mà em viết mà em làm cho người ta đọc vào mà không hiểu em viết cái gì cả, có nghĩa là gì? Em xài từ vựng nó cao siêu. Nhưng mà từ vựng cao siêu mà không ăn nhập gì với nhau chẳng hạn. Thì mình sẽ không có điểm. Alright. Thế thì thôi, bây giờ đi vào đây để xem. Hôm nay cô phân tích chi tiết. Cô không cho xem.